Nếu mà tính thời điểm này á thì cứ cho là mình du di có 4 tháng đi mọi người nhá. 4 tháng đến kỳ tháng 12 đúng không? Chúng ta sẽ thi vào ngày 1 tháng 12 luôn đấy. Thế cho nên là nếu mà bạn nào có quyết tâm á là mọi người tháng 12 này mình phải đỗ nhá, thì các bạn phải hành động luôn. Các bạn phải hành động luôn trong tuần này, tuần sau đi mọi người ơi. Mình không có chần chừ hoặc mình hỏi mình nên làm gì hay là thế nào thế kia thì thời gian trôi rất là nhanh đúng không? Mà mình đang lãng phí thời gian đấy. Hay, có một số thông tin rất là quan trọng đúng không? Đặc biệt là với những bạn vừa thi xong thì mọi người rất là muốn biết những cái thời hạn này. Ví dụ như là ngày biết điểm. Biết điểm này là biết điểm online nhé. Mọi người sẽ nhập cái, các bạn bên Nhật thì là có tài khoản MyGLBT đấy đúng không? Ngoài ra là các bạn đăng ký ở bên Việt Nam thì khi các bạn nhập mật khẩu của mình vào thì mọi người cũng sẽ biết được kết quả online thôi. Tức là biết mình đúng, mình sai, mình được bao nhiêu điểm. Tiếp theo là đến hạn đăng ký GLBT tháng 12 thì dự kiến là giữa tháng 8. Thế cho nên là mọi người cũng chuẩn bị lên dây cót nhé, lên tinh thần nhé, là giữa tháng sau rồi là mình sẽ đăng ký tháng 12. Ngày thi là ngày 1 tháng 12. Hay. Sau đây thì sẽ là một số những cái lộ trình phù hợp cho các bạn mới thi xong N4 nhé. Trường hợp số 1 là các bạn thi xong rồi và cảm thấy tự tin là mình làm bài rất là tốt. Cái này thì khi đi thi về mọi người cũng cảm nhận được đúng không? Đó thì các bạn mà muốn học N3 thì các bạn có thể tham khảo để chọn các cái khóa học phù hợp nhất với lộ trình, với cái thời khóa biểu cá nhân của mình. Thì ở đây CC có đưa ra cho mọi người hai cái phương án. Thứ nhất là mọi người có thể lựa chọn khóa VIP 15 này, khóa VIP 500 N3. Thứ hai là khóa online basic qua website hoặc qua app của Dũng Modi. Hay. Rồi, lộ trình phù hợp cho các bạn muốn học N3 sắp tới thì trong tháng 7 này mọi người sẽ ôn lại kiến thức của level N4 này. Tháng 8 đến giữa tháng 9 thì mình sẽ học các kiến thức nền tảng của N3. Nền tảng tức là sao? Mình sẽ học về chữ Hán, từ vựng này, ngữ pháp. Đó, thì ba cái đấy được gọi là kiến thức nền tảng để cho mình có một cái kiến thức nhất định trước khi mình chuyển sang phần đọc và phần nghe, đúng không? Sau đó thì mình sẽ song song là luyện đề chuyên sâu nữa. Luyện đề chuyên sâu và các chiến lược làm bài thi. Mình làm các đề thi thử ở trên app, các đề thi quá khứ, các năm trước đó, để mình rút ra kinh nghiệm, rút ra bài học cũng như là các cái mẹo để đi thi mình tự tin hơn, mình giải quyết được tốt hơn. Đó, thì vừa rồi cũng có một số bạn nói là em không chắc chắn em đỗ đúng không? Thì trường hợp 2 này các bạn có thể là tạm thời đặt mục tiêu tổng ôn kiến thức N4 trước đúng không? Sau đấy thì khi biết kết quả thì mình tính tiếp. Tuy nhiên cái này nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là khá là muộn rồi, các bạn vừa thấy là khoảng 24 tháng 8 chúng ta mới biết điểm ạ. Và lúc đấy nếu mà các bạn đỗ N4 và muốn học lên N3 thì sẽ hơi muộn. Đó, muộn tức là mình học khá là căng. Thật ra là kịp thì vẫn kịp thôi, nhưng mà kiến thức khá là nhiều và các bạn học dồn trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì sợ mọi người sẽ bị nản ấy. Đó, còn nếu mà bạn nào quyết tâm rồi và mình muốn đỗ lên N3 thì mình cần học luôn, không có chần chừ đợi kết quả gì hết. Còn nếu mà các bạn không có quan trọng về bằng cấp ấy, bởi vì thật ra là nhiều khi bằng cấp sẽ rất là có lợi đúng không cho các bạn. Một số bạn học đại học thì ra trường này, rồi là các bạn được tăng lương. Đó, thì nếu mà các bạn không quan trọng cái phần bằng cấp đấy mà các bạn bị trượt thì các bạn cứ thong thả thôi. Mình vừa học vừa ôn lại N4, có thể bằng cách tự học thôi ạ. Và đặt mục tiêu thi lại N4 cũng được. Hoặc là đặt mục tiêu mình ôn xong N4, chắc cái N4 rồi thì mình học lên N3 sau, không có vấn đề gì. Hay, một số tài liệu phù hợp cho các bạn muốn ôn lại N4 nhé. Thì ở đây mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là sách tổng ôn N4 được biên soạn bởi các giáo viên, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của Dũng Modi ạ. Thì các bạn, cái quyển sách này là dùng cho các bạn đã học xong N4 rồi. Mọi người sẽ tổng ôn lại, bên trong có rất là đầy đủ các kỹ năng, các phần và các kiến thức. Thì phần trên sẽ là phần lý thuyết mọi người nhé. Còn phần dưới sẽ là phần bài tập để cho mọi người củng cố kiến thức. Trong cái quá trình mình làm đề là các bạn cũng sẽ quen dạng bài, đề thi thật nó ra như thế nào rồi. Và đây cũng coi như những đề thi thử đúng không, giúp mọi người thử sức, đánh giá năng lực. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn một số đầu sách khác ở trên thị trường. Ví dụ như là Shinkansen này, Dokkai Mondai này, Speed to Master, Mainichi Kikitori, Dodidu, nói chung là nhiều lắm mọi người ơi. Rồi, cuối cùng thì sẽ có hai thông báo quan trọng muốn gửi tới mọi người thôi. Rất là nhanh, xin thêm của mọi người ạ. 2 phút nữa thôi mọi người nhé, 2 phút nữa thôi. Thứ nhất đó là vào tuần sau, từ thứ 2 cho tới thứ 6 vào khung giờ này, 10 giờ đến 11 giờ của Việt Nam, thì Dũng Modi sẽ triển khai 5 buổi livestream lấy lại gốc cấp tốc
cho mọi người. Bởi vì là giai đoạn này khi mà vừa thi xong là các bạn cũng dục dịch học lên cái cấp độ tiếp theo rồi. Nhưng mà trước khi lên cái cấp độ tiếp theo đấy, đúng không, thì chúng ta cần phải chắc cái phần gốc của mình trước. Là ví dụ mình muốn học lên N3 thì N4 mình đã chắc hay chưa, đúng không? Thì phải có gốc mới có ngọn mà, đúng không? Thì các bạn sẽ tham gia vào 5 buổi livestream lấy lại gốc này mọi người nhé, để chúng ta tự tin học lên trình độ tiếp theo. Ok, và phần cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất, đó là dành riêng cho các bạn mà ở Việt Nam thì sẽ tiện hơn, còn các bạn bên Nhật thì có thể theo dõi qua màn hình ảnh nhỏ nhá, có thể xem trên livestream. Thì vào ngày 28 tháng 7 tháng này đấy mọi người, vào ngày Chủ nhật vào khung giờ 8 giờ đến 12 giờ thì Dũng Modi có khai trương trụ sở mới tại Galaxy 3 số 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội mọi người ạ. Nếu bạn nào mà đang ở Hà Nội hoặc các tỉnh thành lân cận thì mọi người có thể tham gia cái sự kiện live, sự kiện khai trương này để cùng chung vui và có những cái trải nghiệm hoặc là bốc thăm may mắn trong chương trình nhé. Thì sẽ có phần giao lưu văn hóa Nhật Việt này, có tham quan gọi là office tour đấy mọi người, tham quan trụ sở của Dũng Modi. Ngoài ra là các bạn sẽ chơi game này, bốc phần thưởng may mắn, hoặc là có trải nghiệm mặc kimono, origami, vân vân. Có rất là nhiều phần quà hấp dẫn, ví dụ như tặng loa, tai nghe, vali, túi tote, voucher khóa học, hay là tặng hoặc là giảm giá miễn phí các đầu sách của Dũng Modi luôn nhá. Đó, nếu bạn nào mà có thể thì mọi người nhớ là tham gia phần khai trương này cùng Dũng Modi nhá. Rồi, vậy ngày hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau sau một cái quãng thời gian khá là dài đúng không? Phải sợ các bạn bị quên mặt mất, thế cho nên là thỉnh thoảng phải ngoi lên livestream một chút xíu. Đấy, mình rất là nhớ các bạn ạ. Đấy. Chắc là buổi live ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây mọi người nhá. Hẹn mọi người ở khai trương này và cũng như là các buổi live của tuần sau. Hai. Kyou wa kore de owarimashita minasan. ありがとうございました。はい、お疲れ様です。また会いましょうね。はい、バイバイ。はい。